Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 12 tháng 11, Thánh Giô-sa-phát, giám mục tử đạo. Ngày 13 tháng 11, Thánh Francisca Xavier Caprini. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một cha. Hãy yêu thương, đừng chia rẽ, gánh đau thương cùng người đau thương. Hãy chân tình, lòng thành tâm, yêu mến nhau chia sẻ khổ đau. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý, cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 12 tháng 11, Thánh Giô-sa-phát, giám mục tử đạo. Ngày 13 tháng 11, Thánh Francisca Xavier Caprini. Ngày 12 tháng 11, Thánh Giô-sa-phát, giám mục tử đạo. Thánh Giô-sa-phát sinh năm 1581 ở Vladimir, thủ đô của Vilnia, miền Ukraine. Rồi sau là một tỉnh của Ba Lan. Dầu cha mẹ ngài thuộc dòng quý phái, nhưng họ đã nhập thương trường với vài thành công và cha ngài trở thành nghị viên thành phố. Giô-sa-phát tên rửa tội là Gioan. Trước hết đã học nghề với một thương gia ở Vina, miền Lithuania, và làm việc với ông tới năm 1604, khi ngài trở thành một tu sĩ dòng Basilio ở Vina. Các Kitô hữu Ruthenia và Ukraine phần lớn theo nghi thức Byzantine bị phân rẽ sâu xa kể từ khi một số đông các giám mục của họ năm 1596 tuyên bố ở Brest Litovsk hiệp nhất với giáo hội Roma. Thượng phụ ở Constantinople cố gắng ngăn cản sự chia cắt này khỏi giáo hội chính thống và đã đặt một vị nhiếp chính cho Ruthenia vì mục đích này. Điều này chẳng quen thuộc với các bậc vị vọng địa phương vì họ coi đó như một đe dọa cho sự tự chủ của họ, nhưng lại được Vương quốc Ba Lan và chính quyền trung ương ủng hộ hoàn toàn. Do vậy, suốt cuộc đời, Thánh Giô-sa-phát luôn trung thành với viễn quan thiêng liêng và phụng vụ của ngài theo nghi thức Byzantine. Giô-sa-phát đã học thuộc lòng sách các phép bằng tiếng Slav như một đứa trẻ, nắm giữ nghiêm nhặt việc ăn chay theo lịch Byzantine, còn nhặt nhiệm hơn lịch chay tịnh của Roma nhiều. Và kinh nguyện ngài dùng nhiều nhất là kinh nguyện Chúa Giê-xu. Lòng sùng kính được nhiều nhà khổ hạnh và thần trí Kitô giáo Đông Phương ưa thích. Những lý lẽ của người theo chính thống hay giáo hoàng và những thúc đẩy đưa tới đối nghịch chính trị đều vô nghĩa đối với Giô-sa-phát. Ngài không thể tin được rằng những việc sùng mộ và phong tục của dân tộc ngài và dĩ nhiên của toàn thế giới lại không dung hòa được với sự hiệp nhất và trung thành đối với giáo hội. Lớn lên, Giô-sa-phát phụ giúp một thương gia ở Quy-na, nhưng ngài cảm thấy lý tưởng đời ngài là phục vụ Chúa và cứu vớt các linh hồn, vì mọi sự ở đời đều mau qua chóng mất. Chỉ có Chúa mới tồn tại, chỉ có phần rỗ linh hồn mới xứng đáng mọi người tìm kiếm hơn hết. Ngài cầu xin Chúa soi sáng cho ngài phải chọn con đường nào, và sau cùng đã xin gia nhập dòng Thánh Basilio. Nhờ nhân đức và đời sống thánh thiện, Giô-sa-phát sớm nổi tiếng với những khắc khổ nhiệm nhặt
và với kiến thức của Ngài. Năm 1614, Thánh Nhân được chọn làm bề trên nhà dòng. Ngài tận tụy đào luyện các tu sĩ và luôn nêu gương khắc khổ cầu nguyện cho họ. Nhờ đó, nhà dòng ngày càng phát triển, các tu sĩ ngày thêm nhân đức trọn lành. Giô-sa-phát cũng nổi tiếng như là vị hướng dẫn thiêng liêng. Năm 1617, Giô-sa-phát được thánh hiến làm giám mục Vitebsk với quyền kế vị Đức Tổng giám mục Poskov. Ngài đã làm Tổng giám mục Poskov năm 1618, được dân chúng kính trọng. Từ ngày làm Tổng giám mục, Giô-sa-phát càng nỗ lực sống khắc khổ nghiệp nhặt hơn để nêu gương cho hàng giáo sĩ và đoàn chiên. Đặc biệt, Ngài dồn hết sức lực vào công việc hiệp nhất trong hội thánh, vì lúc đó các Kitô hữu phần đông theo nghi thức Byzantine. Thánh Nhân dùng sách vở và lời giảng dạy kêu gọi mọi người trung thành với hội thánh Chúa sáng lập, tuân theo phụng vụ Roma. Nhưng có số người phản đối. Ngài cương quyết giữ vững lập trường hiệp nhất, cương quyết với những người ly khai, không chấp nhận cả những nhượng bộ chính quyền Trung ương Ba Lan định làm. Thế nên họ thù ghét Ngài, tìm cách ám hại Ngài. Năm 1623, trên đường đi thăm mục vụ trong Tổng giáo phận, khi đang viếng Vitebsk, Giô-sa-phát bị một đám đông theo tinh thần quốc gia quá khích tấn công. Họ chặt đầu và bắn chết. Xác Ngài được đưa về Poskov và trên đường về đã được nhiều người tôn kính, gồm cả nhiều người thù địch của Ngài nữa. Cuộc tử đạo của Giô-sa-phát bảo đảm cho sự hồi sinh của giáo hội Công giáo Slav. Họ khác về phong tục, kỷ luật, phụng vụ và ngôn ngữ với người Ba Lan theo Công giáo Roma. Trong khi đó, họ vẫn độc lập với Moscow và người Nga vì sự liên kết của họ với Roma. Bởi đó, họ trở thành một trung tâm quan trọng của phong trào quốc gia Ruthenia. Đức Giáo hoàng Uprano thứ 8 năm 1628 đã khởi đầu án phong thánh cho Giô-sa-phát. Khi mở mộ ra, họ thấy xác của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Giô-sa-phát được phong trên phước năm 1643 và được phong hiển thánh năm 1867. Thánh Nhân được tôn phong hiển thánh với thành tích bảo vệ sự hiệp nhất trong giáo hội. Chính Đức Giáo hoàng Pius thứ 11 đã khen ngợi Ngài. Theo kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa, thì hội thánh đã được thiết lập để vào thời viên mãn sẽ trở thành như một đại gia đình bao gồm tất cả nhân loại. Và chúng ta biết rằng, cùng với các dấu hiệu khác nói lên đặc tính của mình, hội thánh được nhận thức nhờ ở sự hiệp nhất đại kết. Thật vậy, khi Đức Kitô nói với các tông đồ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho ta, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, thì không những Chúa trao cho họ sứ mạng Chúa đã lãnh nhận nơi Chúa Cha, mà hơn nữa, Người còn muốn cộng đoàn tông đồ hiệp nhất các phần tử phải liên kết với nhau bằng sợi dây đôi thật khăng khít. Bên trong là nhờ một đức tin và nhờ đức ái mà Chúa Thánh Thần đổ tràn trong lòng chúng ta. Roma chương 5 câu 5. Còn bên ngoài là nhờ quyền bính của một người duy nhất trên tất cả, vì Đức Kitô đã đặt Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, làm như một nguyên lý vĩnh viễn và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất. Nhưng để cho sự hiệp nhất và hòa hợp này được mãi mãi tồn tại, Thiên Chúa quan phòng đã thánh hiến chúng bằng dấu hiệu của sự thánh thiện và tử đạo. Vinh dự đó cũng được ban cho Thánh Giô-sa-phát, Tổng giám mục Poskov thuộc nghi lễ Đông Phương Lavoni,
chúng ta thật có lý để coi Ngài như cột trụ thời gian và cao cả nhất là miền này. Quả vậy, khó tìm được người nào mang lại vinh dự cho dòng giống Slava và đã tiếp tục làm được cho phần rỗi của dân ngoại hơn là vị mục tử và là tông đồ của họ. Nhất là vì Ngài đã đổ máu đào để hiệp nhất hội thánh. Ngài cảm thấy Chúa Linh Hứng thúc đẩy Ngài hoạt động để tái lập sự hiệp nhất của hội thánh khắp hoàn cầu. Ngài hiểu có thể cộng tác vào đó nhiều nếu duy trì nghi thức Đông Phương Slava và dòng thánh Basilio trong sự hiệp nhất và hội thánh phổ quát. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đã tha thiết cầu nguyện cho sự hiệp nhất trước khi Ngài đi chịu chết. Trước khi về với Thiên Chúa Cha, Ngài đã tha thiết xin Cha cho họ được nên một như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con. Lời cầu nguyện tha thiết hiệp nhất ấy, vì trong lịch sử giáo hội chúng ta thấy có biết bao nhiêu là nhóm ly khai, rồi bè rối, rồi lạc đạo, làm cho tấm áo nguyên tuyền của Chúa Giêsu, tấm áo hiệp nhất đấy bị chia năm xẻ bảy, bị xé nát bởi sự chia rẽ, những cuộc ly khai trầm trọng trong hội thánh. Nhưng giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, lắm lúc tưởng chừng như là tan nát, vẫn bền vững mãi cho đến ngày hôm nay, duy trì sự hiệp nhất ấy mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn thử thách. Ngày hôm nay, nhiều nhóm chống đối Đức Thánh Cha, xưng mình là sự thật, tiếng nói của sự thật, xưng mình là sứ điệp từ trời, mà lại chống đối Đức Thánh Cha, lại gây chia rẽ trong hội thánh, lập một nhóm, một bè phái riêng, rồi tạo nên sự chia rẽ trong hội thánh. Rồi có những nhóm khác xưng mình là tiếng nói sự thật mà lại không phục quyền Đức Giám Mục, không có hiệp nhất với giáo hội địa phương. Như thế thì làm sao gọi là tiếng nói sự thật? Như thế làm sao gọi là nhà của Chúa Cha? Nhà của Chúa Cha mà lại tách biệt ra, rồi lại lập một nhóm chống đối lại giáo hoàng, chống đối lại hội thánh, chống đối lại giám mục. Như thế thì là nhà cho ma quỷ, vì ma quỷ là cha của dối trá, của chia rẽ. Ma quỷ nó chỉ muốn gây nên sự chia rẽ. Vì Chúa Giêsu nói, nhà nào chia rẽ thì nhà đó bị tan nát. Và ngay cả Satan, nước Satan, nếu mà nó tự chia rẽ thì nước Satan cũng chia rẽ. Cho nên nó muốn phá nát giáo hội bằng những hình thức nhóm này nhóm kia, xưng mình là chân chính, là từ trời, là sự thật, nhưng thực chất là tay sai của ma quỷ, chỉ gây nên sự chia rẽ, nát tan trong hội thánh mà thôi. Anh chị em nhớ hết sức cẩn thận, đừng để cho những phương tiện truyền thông với những video, với những audio làm cho chúng ta bị hoang mang, rồi vô tình mình tiếp tay cho sự chia rẽ trong hội thánh, cho Satan, bằng cách phát tán những đoạn video clip ấy, những audio ấy, những bài giảng rối đạo, khuấy động, chống phá Đức Thánh Cha. Rồi những bài viết chúng ta cứ vô tình tiếp tay cho Satan, gửi đi những bài viết, những bài giảng, những video ấy để chống phá Đức Thánh Cha và hội thánh. Ta cầu nguyện cho việc hiệp nhất và cầu nguyện cho những anh chị em ấy được quay trở về với hội thánh. Đó là niềm khao khát mong ước của Chúa Giêsu, cũng phải là khao khát mong ước của chúng ta. Không đấu đá, không tranh cãi, không kết án, nhưng mở rộng tấm lòng thương xót ra, đón nhận mọi người vào trong căn nhà của hội thánh, nhà của lòng thương xót, không kết án, không loại trừ, không gây chia rẽ, mà tạo sự hiệp nhất trong khác biệt. Đó là tính đa dạng. Chúa Thánh Thần hiệp nhất sự khác biệt ấy
lại với nhau, vẫn tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng đa dạng, nhưng vẫn hiệp nhất với nhau, tin vào Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mời anh chị em qua ngày 13 tháng 11. Ngày 13 tháng 11, Thánh Francisca Xavier Caprini. Thánh nữ Francisca sinh ngày 15 tháng 7 năm 1850. Hồi nhỏ sống tại Ý, có lần thánh nữ đã mơ ước mai ngày sẽ được sang Trung Hoa truyền giáo. Francisca thả những chiếc thuyền giấy trôi theo dòng nước và tưởng tượng ra rằng đó là những chiếc thuyền đang chở những nhà truyền giáo sang Trung Hoa. Francisca cũng bỏ luôn việc ăn kẹo vì cô bé lý luận rằng nếu sống ở Trung Hoa, có lẽ cô sẽ chẳng có kẹo để ăn. Khi trưởng thành, Francisca đã cố gắng đến gõ cửa tới hai tu viện khác nhau. Nhưng vì sức khỏe yếu kém, Francisca đều bị từ chối. Rồi Francisca đi dạy học một thời gian. Sau đó, có một linh mục đến xin Francisca tới giúp một ngôi nhà nhỏ dành cho các trẻ mồ côi. Nhưng rồi mọi việc trở nên khó khăn cho Francisca, vì bà chủ nhà lại là người kinh doanh bất động sản. Cuối cùng, Đức Giám Mục đã phải đóng cửa viện mồ côi vì bà chủ nhà rắc rối này. Cùng lúc ấy, Đức Giám Mục xin Francisca thiết lập một hội dòng dành cho các chị em tận hiến lo việc giáo dục. Không chần chừ, Francisca khởi sự ngay. Chẳng bao lâu, hội dòng chị em thừa sai thánh tâm bắt đầu phát triển. Trước hết ở Ý, rồi lan dần sang các nước khác. Francisca còn được mọi người gọi là mẹ Caprini, luôn có ý muốn sang Trung Hoa truyền giáo. Nhưng dường như Thiên Chúa lại muốn thánh nữ qua Hoa Kỳ. Khi Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 nói với Francisca, con hãy đi về bên Tây, đừng sang bên Đông, thì vấn đề đã được xác định. Thánh nữ Francisca Xavier Caprini đã chạy tàu sang Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ Quốc. Thánh nữ đặc biệt giúp đỡ nhiều nhóm lớn người Ý di cư. Và Ngài thực là một người mẹ và là người bạn của họ. Mẹ Caprini và các nữ tu của mẹ khởi sự mọi công việc rất khó khăn. Ngay cả Đức Tổng Giám Mục Giáo phận New York cũng đề nghị mẹ và các chị em nên trở về nước Ý. Nhưng mẹ Caprini trả lời rằng, kính thưa Đức Giám Mục, Đức Thánh Cha sai chúng con tới đây và vì thế chúng con phải ở lại đây. Đức Tổng Giám Mục khâm phục tinh thần dấn thân của mẹ Caprini. Vì vậy, mẹ và các nữ tu của mẹ được phép khởi sự công việc vĩ đại là phục vụ Thiên Chúa. Họ đã thiết lập các trường học, bệnh viện và nhà trẻ tại nhiều tiểu bang trên đất Mỹ. Năm tháng trôi qua, mẹ Francisca Xavier Caprini đã thực hiện nhiều cuộc hành trình để phát triển hội dòng. Công việc luôn gặp khó khăn. Nhưng mẹ Francisca Xavier Caprini đã đặt trọn niềm tín thác nơi Thánh Tâm Chúa. Mẹ nói, không phải chúng tôi, mà là chính Chúa đang thực hiện mọi sự. Mẹ Francisca Xavier Caprini qua đời tại Chicago ngày 22 tháng 12 năm 1917. Đến năm 1946, mẹ Francisca Xavier Caprini được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, người phụ nữ yếu đuối và đau bệnh này, Francisca Xavier Caprini đã kín múc lấy sức mạnh ở đâu để làm được những việc lớn lao như thế? Thưa, là nhờ cầu nguyện. Chúng ta hãy nài xin mẹ Francisca Xavier Caprini dạy chúng ta cũng biết quý
quý trọng việc cầu nguyện như mẹ, và biết chọn niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót của Chúa để có thể nói một cách rất xác tín rằng không phải chúng tôi mà chính Chúa đang thực hiện mọi sự. Và điều đó chúng tôi xác tín như vậy trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu những điều kỳ diệu Chúa làm, biết bao nhiêu những khó khăn, những trở ngại Chúa giúp chúng tôi vượt qua hết tất cả và làm được những điều kỳ diệu mà đến bây giờ nhìn lại phải xác tín rằng không phải chúng tôi mà là chính Chúa đang thực hiện mọi sự. Cũng như mẹ Caprini khởi sự mọi việc rất khó khăn, và trong việc thực hiện vẫn tiếp tục có những khó khăn, có những cản trở, đôi khi bị thử thách rất lớn. Mình muốn như thế này và thấy điều đó là đúng, điều hay, đó là đẹp, nhưng Thánh Ý Chúa lại muốn ngược lại hay là muốn khác đi. Qua lệnh của các bề trên, của những người có trách nhiệm trên mình vâng theo, vâng phục. Mặc dù ý của mình thấy phải như thế này mới hay, mới đúng, mới tốt, nhưng Chúa muốn mình vâng phục thì cứ vâng phục, vì đó là công việc của Chúa. Mà ý Chúa được thể hiện qua những người có trách nhiệm, và những người có trách nhiệm ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nếu họ ra lệnh sai, nếu họ làm bài sai sai, thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Còn mình cứ vâng phục mà làm, và Chúa chúc lành cho công việc, làm cho kết quả nó còn hơn cả những gì mình ước mong hay là mình dự tính nữa. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa là như thế đấy, thưa anh chị em. Chọn niềm tín thác. Amen. Xuống những ai lòng luôn bao dung, xót thương người hằng vui an, luôn đỡ nâng những người lòng than, hiệp lòng một ý.